Xin chào cô chú bác và các anh chị các bạn thân mến. Hôm nay tôi chia sẻ cùng cô chú bác các anh chị các bạn cũng một món ngon bánh xèo tiếp theo bằng bột bảo quản ngăn mát tủ lạnh của mình mấy ngày mà mình vẫn đổ giòn ngon như lúc đầu mới pha bột nha cô bác các anh chị. Bột hôm bữa mình đổ mình xong mà mình ăn không hết, mình sẽ để lại ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ mình thèm, mình lấy ra mình đổ lại nữa mình ăn. Nó rất là giòn mà rất là ngon luôn. Giòn hơn lúc đầu mình mới pha bột luôn á cô bác các anh chị ơi. Nhưng mà cô bác các anh chị cũng vậy, cùng thấy vào bếp để mình đổ bánh xèo bằng bột bảo quản ngăn mát tủ lạnh giòn ngon như lúc đầu mới pha bột nè cô bác các anh chị. Cái bột bánh xèo của mình để trong tủ lạnh hôm qua nè cô bác. Giờ mình sẽ pha lại nha cô bác. Thí có pha lại thì thí thêm bột thêm với thêm muối nữa, thêm gia vị giống như mình ăn vậy đó. Bây giờ thấy còn như sữa dừa nè, thấy để vô ha, để vô phần nửa dừa, để cho khoảng 50ml dừa nữa đó. Rồi thấy để khoảng 50g bột gạo nữa nha cô bác đó. Cô bác để bột gạo, cô bác thấy nó lạnh nè, nó lạnh trong tủ lạnh mình, nó lạnh mình đem ra mình chưa có kịp làm nó thì nó còn lạnh nhất nè. Đó mình để bột gạo nè. Đó mình để 50g bột gạo vô. Nếu cô bác nào phải để bột gạo, không để bột gạo nó sẽ không có giòn ha, nó không đủ ha. Rồi bây giờ thì sẽ chuẩn bị thêm một chút xíu muối ha cô bác ha. À, cỡ khoảng 1/4 cà phê muối thôi ha, đừng để nhiều. Đó đừng có để nhiều, mình ăn nước mắm à. Đó bây giờ mình sẽ quậy nó lên ha. Quậy nó lên, bây giờ mình có để ngoài 50ml nước nữa. Mình sẽ cho từ từ vô. Tùy theo cái bột của mình còn nhiều ít ha, cô bác sẽ để được nước với lượng dừa vô thêm rồi lượng bột vô thêm, chứ để từ từ bột thôi chứ đừng để một lần. Để một lần lỡ nó thiếu rồi hoặc là nó đặc nó lỏng, nó đặc thì nó lỏng á. Mình mất không thêm bột rồi mình còn dư mình phải để vô ngăn mát mình bảo quản nữa. Ăn một lần thôi, bảo quản một lần được à. Rồi mình bậy cho nó mịn ra ha. Mình để thêm cái bột nghệ vô nha cô bác. Nếu cô bác nào không thích ăn nghệ cứ giam hồng vàng vậy là được rồi, không cần để nữa ha. Mình thích ăn nghệ thì mình cứ để thêm mà một chút nghệ vô. Rồi cô bác thấy bây giờ nó đặc rồi ha, nó đặc nhưng mà nó đặc nó không có lỏng lắm đâu ha. Mình chế từ từ nước nha. Đó bây giờ 50 lít nước này chế từ từ vô nè cô bác. Mình mà dở lên mà nó chảy giống vậy là được, đừng có để cho nó đặc thôi mà nó lỏng quá cũng không được ha. Phải dở lên nó chảy vậy là mình đổ cái bánh xèo là nó dính, đổ chảo mình nó dính. Rồi bây giờ xong nha, mình chế cỡ khoảng 40 lít nước ha, 40 ml nước xong rồi mình sẽ đi đổ vài cái đủ mình ăn thôi nha cô bác nè. Đó rồi bây giờ mình pha bột xong mình cho nó nghỉ khoảng vài phút nè. Rồi mình coi nó đồ được rồi mình đổ hết cái 10 ml nước này vô luôn nè. Mình pha thêm 50 ml nước. 50 ml nước mà nó còn đặc thì mình sẽ cho thêm chút nước nữa. Rồi bây giờ thì để thêm 10 ml nước nữa ha. 60 mình để 60 ml nước, mình đem ra mình để 50 ml nước vừa xong rồi mình để 60 ml nước nha cô bác. Rồi đó bây giờ được rồi, mình đem đổ thôi. Thì mình sẽ quay cái chảo mình cho nó nóng nha cô bác. Nóng hết trên quanh cái giờ chảo thì mình mới đổ được ha. Rồi nó nóng rồi mình đổ dầu vô nè cô bác. Đổ dầu vô cái chảo của mình. Mình đổ như nhiều đi rồi chút nữa mình sẽ chắc ra ngoài ha. Mình đổ xong rồi mình sẽ quay cái chảo rồi nha. Cho nó dầu cho nó nóng nha cô bác. Đó, mình quay hết vòng cái chảo của mình ha. Rồi tiếp theo thí sẽ chế dầu như mọi khi ra đó, như mỗi lần khi mình hết mình sẽ chế dầu thí đổ cái này nữa luôn cho cô bác mình coi ha. Rồi cho dầu nó nóng xong mình sẽ mang cái chảo nó nha cô bác, cũng giống như hồi nãy thôi, mình lắc nó nè, lắc đều dầu cho nó nóng xung quanh cái này nhá ha. Đó mình lắc đều dầu cho mình nè, nóng vậy nè.
cho nó nằm nó nóng xung quanh cái viên này, để cho cái dầu của mình nó thấm ở đây, để chút nữa bánh mình nó không bị dính đó. Rồi mình chắc dầu ra xong rồi mình sẽ chi chán nó thôi nha cô bác. Bây giờ cô bác sẽ cầm cái bao bột của mình lên. Khi mình đổ là mình phải vậy, lúc nào cũng vậy ha. Cái bột này á, cô bác đem ra cô bác làm liền á, thì cô bác chế nước độ lượng của nó để làm cho đủ cái bánh của nó xong. Nếu mà cô bác làm không kịp, đem cho tủ lạnh thì chút nữa mình phải để nước thêm lại, nó nở nữa. Nó nở cái bột nữa, thế nên mình phải làm nó thêm. Rồi bây giờ cái đổ nè. Đó. Chán trên bên này. Đó, cái chán trên bên cái lượng bột của mình nè. Nó cho nó nằm ngồi kinh quanh luôn, kinh quanh cái bột của mình, cái chảo của mình luôn, cho nó dính hơi dày dày một tí. Rồi thì sẽ cho nó vô trứng rửa trở lại đó. Rồi bây giờ thì tiếp tục cái bỏ cho trứng rửa. Cái này nó rất là dễ làm lắm đó. Cô bác cứ cho nó vô trứng rửa nè, cô bác cứ cho nó ít bột thôi, để thôi nó dày quá mình ăn mình ngán ha. Rồi cô bác thấy không, cứ cho nó nằm về về nữa. Nó cứ nằm về về thì nó không sao chứ. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đại dung lại. Đại dung thì mình dịnh hở hở nha cô bác, cũng như thường lệ mình cũng phải xay luôn ha. Rồi cứ cầm cái chảo mình nghiêng lên vậy để quay quay hết cái vòng chảo của mình thôi ha, cho cái bánh mình nó già ha. Đó, mình nghiêng như thế này, nghiêng như thế này cho nó khô cái nước, xong rồi mình sẽ chế dầu vô xung quanh cái miệng bánh của mình. Đó, cô bác chế dầu vô nha, chế dầu vô xung quanh cái miệng bánh của mình để cho cái bánh của mình nó vàng. Tại vì cái bột này thì mình đổ lên cái chảo này bự quá rồi, cái dầu nó không có lên tới nóng lên cái chảo, cái miếng bột này, cái miếng bánh này thì cái xung quanh cái dạ của nó sẽ không vàng và nó sẽ bị dính. Nên cô bác phải chế dầu vô, chế dầu vô cái dạ này đó, chế vậy đó. Rồi mình sẽ tiếp tục mình xay ha, xay cho nó đều hết đó. Mình tiếp tục mình nghiêng như thế này á, nghiêng vậy cho nó đều hết cái bánh của mình. Đó, thì cũng xay luôn đó cô bác, xay luôn đều lên cái bánh của mình luôn đó. Là thì nấm nè, thì nấm thì xay đó nè. Mình phải mang bao tay dày lên để mình xay xung quanh cái miệng chảo của mình, cho bánh mình nó vàng ha. Đó. Rồi cô bác dở lên ha, dở lên, dở lên có nó vàng chưa ha. Để mình để dân để giá giá luôn nè. Dở nè. Nóng lắm nha cô bác. Đó, mình dở nó lên. Dở nó vàng rồi đó, nó vàng rồi đó nè. Mình cầm cái giá mình dở nó lên nè, đó. Nó vàng rồi, bây giờ mình sẽ để giá vô. Để giá trước cho nó nóng vậy đó, cái cho cái bánh mình nó sẽ ngon hơn. Nó không chín lắm mà nó không có nguội lắm. Nó không... cái này đặc biệt đổ bằng mực tôm cua hới nha cô bác. Đó, bây giờ thì sẽ dở lên cô bác coi nè, mình dở mình nắm nó lên coi nó chốc chưa ha, mình lặn nó lên coi nó chốc chưa. Bánh chèo của mình nè cô bác, ngon quá nè luôn cô bác nè. Cái bánh chèo của mình là thấy cái này thì dở lên nè cô bác nè. Ha, cái này mình dở lên được ha. Đó, bánh chèo mình dở lên được là rất là ngon nha cô bác nè. Đổi nó lại, quay nó lại luôn cô bác ha, nó không bể không rớt luôn ha cô bác. Đó, bây giờ mình sẽ để vô đây để mình chào cô bác ăn cùng bánh xèo với mình ha, rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sắp rau vô ha. Rồi cô bác ơi, dĩa bánh xèo của mình rất là ngon luôn rồi, bây giờ mình có rau luôn ha. À, quay qua với cô bác ha, cái bánh xèo này là rất là giòn nha cô bác, mình dở nó lên là rất là giòn. Bây giờ cái dĩa của mình nó rất là nhỏ đó, hai cái nè, nó rất là giòn cho nên bây giờ mình để nó nhỏ nó chặt ha cô bác ha, để nó đi. Bây giờ thấy sẽ chào cô bác, mình cùng ăn bánh xèo với cô bác nha. Xong mấy cái bánh xèo rồi cô bác ơi, rất là giòn ôm thơm ngon luôn cô bác. Thí đã chia sẻ cùng cô bác mình đổ bánh xèo bằng bột bảo quản ngăn mát tủ lạnh mấy ngày xong rồi. Thí xin tạm biệt cô bác ở video này ha, thí chúc cô bác nhiều sức khỏe bình an. Thì cảm ơn cô bác nhiều thời gian qua đồng hồ kênh của Thúy Family Cuộc Sống Hợp Pháp. Cô bác nào, anh chị nào mà xem video chưa thấy mà chưa có đăng ký kênh rồi nhấn chuông thì đăng ký kênh giúp chúng ủng hộ Thúy với nha.
ấn chuông để mình được xem video mới nhất tiếp theo nha cô bác. Thì cảm ơn cô bác rất là nhiều. Thì xin chào, hẹn gặp lại cô bác tiếp theo. Cảm ơn cô bác rất là nhiều.